Ok, xin cảm ơn. Chào, chúng tôi hiện nay đang có mặt ở rừng thông ở Mộc Châu. Ở đây, khu vực ở đây là thông này tương đương với lại ở Đà Lạt. Ở Đà Lạt thì cũng có rừng thông này, chúng tôi cảm nhận đến đây nó giống như là Đà Lạt, nhưng mà chính đây là đang ở Mộc Châu. Đây các bạn nhìn ra đây là có hai cái quả thông này nè, tương tự như hai cái trụ cổng. Đây các bạn nhìn hai cái trụ cổng này là hai cái quả thông. Đấy, một lần nữa chúng ta nhìn vào đây là đấy. Đây là rừng thông của Mộc Châu. Đấy. Cảm thấy khí hậu ở đây là rất là mát mẻ. Lúc này là 3:30, ngày 3 tháng 2 năm 2024 thì hiện nay chúng tôi đang có mặt tại cửa rừng thông Mộc Châu. Ở đây tôi thấy khí hậu này là ở đây thời tiết thì nắng, ban sáng thì là có mưa nhỏ. Đấy, thời tiết thì chưa nắng này thôi nhưng mà tối đến là mát và thậm chí là rét, nhiệt độ xuống thấp rất nhanh vì đây nó là miền núi. Rừng thông đây mình cảm nhận nó như là ở Đà Lạt, thế nhưng mà thực tế ra thì đây nó đang ở Mộc Châu. Những cái đồi núi và cây thông giống hệt ở Đà Lạt. Đấy các bạn nhìn xem rừng rất là rậm rạp và cũng là lượng khách ở đây thu hút hiện nay ngày càng rất đông. Đấy, thế hôm nay tôi cũng là đến Mộc Châu là lần đầu tiên. Xin chào nhá. Đây là lên đến đây thì chúng tôi đang theo nhà hàng gió bọc này để xem tình hình để đang hồi như thế nào. Đấy. Đây là lợn bản này, thắng cố này. Đấy, đây, nhà hàng này là chúng tôi bị cho bữa tối ở nhà hàng này. Đấy, đây là nhà hàng gió mùa, cá hồi, cá tầm, lợn bản thắng cố. Thì chúng tôi vào để đặt cơm buổi tối. Đấy, đồi núi này, đấy. Ok nhá, xin cảm ơn nhá. Đấy.
đấy bác cấm hoa này là hoa thật hay là hoa giả ấy nhỉ? Hoa thật đấy bác ạ. Hoa thật ạ? Vâng. Em hôm nay mới lên đây thì tham quan trên này thì em thấy hoa thế lạ mà. Hoa thật họ làm trong nhà mà lại... Nếu mình không nhìn thấy tận mắt thì mình lại cứ tưởng là hoa giả. Vâng, hoa thật ạ. Cái hoa này thì mình trồng mấy tháng thì được như này ạ? Ba năm mới được cây như này. Ba năm mới được cây này thì một cây này thì bán chắc là nhiều tiền lắm nhỉ? 180-200 nghìn. Bao nhiêu ạ? 180-200 nghìn. 180-200 nghìn tiền Việt Nam thôi á? Vâng. Thế thì vẫn là rẻ. Tưởng nó vẫn là tiền triệu chứ. Mới 35 mới được cây hoa như này. Trồng gần mỗi trong nhà này đấy. À, vừa đến 35 thì mới được như này. Rồi, em cảm ơn bác nhá. Em vào trong nhà em thông qua đấy. Hiện nay là chính đang có mặt ở xưởng sản xuất hoa lan. Đây lại có phải hoa lan không ạ? Xưởng sản xuất hoa lan. Mỗi một cái mầm lan như thế này đó. Mỗi cái mầm lan như thế này là Trinh hỏi công nhân là họ vừa gây một cái mầm nhỏ như đầu tăm mà người ta sản xuất 3 năm người ta mới được một chậu. Mà thành phẩm mỗi một chậu lan này là nhìn rất đẹp. Người ta bán từ 200 đến 500 nghìn. Đấy, một cái chậu lan rất là to đẹp. Mình cứ tưởng rẻ phải nhiều triệu thôi. Nhưng mà chính tỏ là cái một chậu lan ở đây người ta bán cũng không đắt. Chỉ có 200-300 nghìn đến 400 nghìn là nhiều. Thế như ở nhà mình có khi phải một chậu phải 4-5 triệu. Đấy, nhìn lan này, lan rất là đẹp. Lan rất là đẹp. Hôm nay là được buổi lên Mộc Châu, đây là tại Mộc Châu nha. Thời tiết rất là cho phép. Đây là cơ sở sản xuất hoa lan. Cơ sở sản xuất hoa lan là thấy nhà có mái che và đồng thời đều có máy lạnh hết. Thank you.
Chào quý vị, hiện nay là chúng tôi đang có mặt ở khu vườn dâu tây của Mộc Châu. Hiện nay là ở khu này, hiện nay là khu vườn này cũng đã là cuối vụ rồi, cho nên là vào đây thì mất 50.000 tiền vé, nhưng hiện nay đến bây giờ là cái khu này đã cuối vụ nên là giờ cái việc dâu này, hoa quả sẽ ít đi, là người ta không bán vé cho nữa, nhưng mà ở dưới miền xuôi lên đây để trải nghiệm trong cuộc sống là rất là đông và rất là nhiều người đang đến để tham quan. Các bạn có một cái dịp nào đó để sẽ về đây để tham quan cái vườn dâu tây của Mộc Châu. Đang ở vườn dâu tây đây, nhìn đây này, nhìn dâu tây này. Nhìn dâu tây này, nhìn vườn dâu tây này, đấy, dâu này. Ông đang ở đâu ấy? Đang ở vườn dâu tây này, đây này, nhìn dâu này, đây này, nhìn vườn đấy, ruộng đấy. Rộng hoa này, rừng này, rừng thông này. Rừng thông ở kia thì lại có một bà đang nằm võng cả. Đấy, bà đang nằm võng cả, sướng không? Dạ, ông vua dâu ơi. Ông vua dâu à, dâu à, cái đếch gì có người ta cho ông không thèm dùng. Ông ăn đâu? Ông đi tham quan vườn dâu tây đây. Thì ông đi thì ông phải mua. Nhưng mà ông không thích dâu, cái hôm bà mua cho đầy dâu ở nhà không ăn đi. Đây, nhìn này, nhìn vườn dâu này. Ôi giời, không thích gì. Nè, vườn đây. Dâu tây rất nhiều đây. Dâu này mua làm gì cho nó phí ra nè, dâu đấy, nhìn dâu đấy. Đang đi tham quan vườn dâu tây nhá. Đấy. Dâu tây đấy. Úi giời. Hiện nay chúng tôi đang có mặt ở rừng thông ở Mộc Châu. Hiện nay cái khu vực rừng thông này là rất là nhiều du khách đến để tham quan. Khu vực rừng thông này nó tương đương với lại khu vực rừng thông ở Đà Lạt, cây cũng rất là to. Ở đây thời tiết rất là mát. Đấy, rất là mát mẻ. Khí hậu ở đây nếu mà các bạn có dịp nghỉ, các bạn về đây nghỉ ngơi ở đây thì các bạn thấy được là thời tiết ở đây như thế nào, khí hậu ở đây ra làm sao. Và đây nhà nghỉ cũng không cao lắm, chỉ trên dưới 1 triệu cũng như khu du lịch các nơi thôi. Cho nên là về đây là trải nghiệm là tôi cho là hợp lý, là rất là được. Xin chào các bạn. Đang tính đến mai em tính nào đã? Tông mình ra đi chứ lại ai đấy? Ui em đây đừng đừng phạt gì chứ? Mẹ đâu? Ừ. Xe khách đã mang tiền đâu? Ờ. Đây. Xe khách đi đẩy. Nó người nó trả khó đi, con trả hết. Bao tiền một hộp đấy nhỉ? Hả? À, bao tiền một hộp đấy? Dạ vâng, tính theo cân. À, cân à? Hộp gì anh? Đây, nhìn này này, người ta đang mua này. Nhìn người ta đang mua đầy này. Đấy, đang mua đầy dâu. Dâu dâu tây à? Không biết đâu, 250.000 một cân. Thế được không? Được. Ờ, thế à, thế này mua được. Ủa, mình cứ sách đỏ này thì mệt lắm. Sách đỏ này thì mệt lắm. Không, hộp nó đóng 3 hộp là hơn cân. Đấy, 3 hộp gà. Đấy, lấy 3 rồi đấy, về để ăn thử. Ngọt mà, ăn thử rồi ngọt lắm.
nay đoàn chúng tôi đang có mặt ở tại cửa khẩu Lòng Sọc, cửa khẩu sang Lào. Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 2024. Chúng tôi bây giờ là khoảng độ 9 giờ, chúng tôi đang có mặt ở tại cửa khẩu Lòng Sọc, Lào. Đoàn của chúng tôi hiện nay đang ở Mộc Châu nên cửa khẩu Lòng Sọc. Hiện nay đoàn chúng tôi đang ở cửa khẩu Lòng Sọc. Hiện nay đang đi ra cột mốc. Đó. Đây là cửa khẩu Lòng Sọc nha. Đây đi vào cột mốc rồi, chụp ảnh đây, đứng vào đây. Chụp ảnh đã. Đi vào đây các cháu ơi. Con trẻ con ngồi một đoạn ở dưới này đấy. Đây, ngồi dưới đây. Nào để chụp vô. Chụp chưa? Nào, chạy chút gì nữa. Đó, bay đi. Rồi. Ngẩng mặt cao lên nữa đi thôi. Ngẩng mặt lên, còn mắt con không ấy cũng được. Ngẩng mặt lên. Nhìn lên đây. Đấy, con nhìn thẳng như thế thôi là được. Chứ có ai bắt con mở mắt đâu. Ok. Các chiếu hồi dịch ra bị ấy mất chữ. Đấy, đúng rồi. Phải cả lại đi Lào cho sang. Đây là mình sang đất người ta rồi. Kể thì đi xuống kia đâu có cái quán đấy thì vào đi xem. Có quán nó bán cái đồ Thái đồ này. Hôm nay các con được đi xuống nước ngoài rồi đấy. Cái này là chữ Lào rồi đấy. Cái Lào này cái nhập khẩu của nó thuế thấp. Chính ra Lào này nó họ dùng, nếu mà dân tất nhiên thì người ta dùng đồ Thái nhiều hơn, nhưng mà chỉ có giáp biên giới này thì lại dùng đồ Việt. Cái quay thì được sang Lào. Như đợt này nó còn đỡ đấy, cùng với đợt trước thì chúng ta thấp quá, tiền Lào còn 7 thôi. Tiền Lào mất giá nghiêm trọng. Tại sao ở bên Lào rồi mà lại vẫn có cái chữ cơm phở? Cơm phở Việt Nam. Đất Lào rồi nhưng mà vẫn có chữ cơm phở Việt Nam. Mình vào Việt Trân cũng tê quán tên Việt nhiều. Cô chú vừa đi Lào 8 ngày. Đây là Trung ương Hội Cựu Chiến binh Lào mời. Nhưng mà trung tâm huyện thì nó không bằng cái xã, cái chỗ mà ngã ba lúc đấy chị đi vào ấy, từ đường 6 sẽ vào ấy, không bằng cái chỗ ngã ba ấy. Mở chợ được 24 cây cơ, nó cứ đi hai bên đường một dốc.
nếu mà đi thì có thời gian thì đi tận Sầm Lưa thì nó sẽ đẹp hơn. Ái nhờ, Sầm Lưa thì xa. 100 cây gì ạ? 100 cây Sầm Lưa. Nó có tour đi, họ bảo tour ra Tết này là cũng nhiều người đi với là sáng đến là làm thủ tục xong rồi là chiều tối đấy, buổi sáng cho lại về. À, đi một đêm. Và thủ tục ở đây thì những cái gì đấy? Thủ tục ở đây thì gì? Hộ chiếu à? Người thì có hộ chiếu, xe thì có giấy phép bên vận. Còn nếu chúng có hộ chiếu rồi thì nếu đi theo tour là nó tự lo hết. À, tự lo. Đóng dấu trong rồi là thủ tục các thứ họ lo, mới ăn uống vậy. Đâu hộ chiếu người ta làm thủ tục, người ta làm thủ tục. Nếu mình đi tự do là có hộ chiếu là đi được. Đâu trên này ạ? Không, trên kìa. Thì chủ yếu khách du lịch đấy. Đây người ta bán chủ yếu là phục vụ khách du lịch đấy. Tốt, nói tiếng Việt như tiếng nào? Không, cái này là người Việt người ta sang bán. Vâng. Người Lào thì vào đây mình cũng biết tiếng Anh, họ không lấy tiền Việt. Đây là người Việt, đây là người, chúng ta người ta phải lấy tiền Việt. Ngày trước là ví dụ như không có hộ chiếu là vẫn sang được, người ta bán quán cái này chỉ là cái du lịch mà chỗ xe. Bây giờ là có hộ chiếu. Đây đổ đi, bố đây. Siêu thị của Lào họ bán những cái gì? Đấy, đây là siêu thị. Đấy. Siêu thị lớn của cửa khẩu đấy. Cái đấy là biên trang. Siêu thị lớn của cửa khẩu đây. Siêu thị chỉ có những thứ như thế này thôi. Máy là các bà đi mua cái gì của Thái của Lào nhé? Ồ. Lê mùng 4 tháng 12 năm 2024, đoàn của chúng tôi đã có mặt tại cửa khẩu Lào, cửa khẩu Lòng Sọc. Hiện nay là đoàn của chúng tôi đang ở một cái siêu thị rất lớn ở tại cửa khẩu. Cái siêu thị này thì vợ người Việt Nam và chồng người Lào bán rất là nhiều thứ. Hiện nay cái siêu thị ở đây nó chỉ to như thế này thôi nhá, có cũng như cái quán ở nhà mình thôi. Nào đấy, hiện nay chúng tôi đang ở bên nào? Hiện nay chúng tôi đang ở bên nào đấy, đất nước Lào Viêng Chăn. Chúng tôi đang đến bản Sầm Lưa. Bản Sầm Lưa đi từ cửa khẩu vào 100 cây các bạn ạ. Đấy, các bạn này liền chữ nhà người ta đấy, đi chậm chậm tí. Đây là cửa khẩu Lào nhá. Đấy, cửa khẩu Lào này, đấy, đứng đây là chú Bánh nhà, đứng đây là chú Bánh nhà. Đấy. Đứng đây là thuốc, đây chụp ảnh cửa khẩu Lào, đứng đây, vào đây, đấy, đây là cửa khẩu Lào. Cửa khẩu Lào nhé. Đây, cửa khẩu Lào. Chúng tôi xuống đây chụp ảnh, ta thao tác tiếp. Nguyên. Dính nước cả đấy. Thôi, đứng luôn nào. Thôi. Đứng đi, cầm cho ông cả.
nhanh, chụp đây, 1, 2, 3 đây. Ok. Đấy, từ từ chụp đây. Sao xa thế ạ? Đang quay, để bỏ cái quay ra. Nào.